Đây là tập đoàn mấy thanh niên đi hỗ trợ. Kéo thêm nhà này đi. Nhà Hải đó hả chú? Ờ. Thế anh ở đây này anh... Đấy anh đang kéo nhà bên trên cơ. Còn nhà này chưa lắm đúng không? Đây thành phố. Đây thị trấn. Xuống hỗ trợ đồng bào. Ăn sáng này này. Ăn sáng chưa? Chưa. Chờ ăn rồi. Trong bản chả thấy mời ăn sáng gì cả. Trong bản này làm gì có quán ăn. Nhưng mà trong chưa xong rồi chú. Đâu? Cà xí ấy. À chú làm hết rồi. Có mấy quán, có mấy cái hả? Mấy còn mấy nhà anh? Đang còn nhiều đấy. Đang là Hưng Hữu Lợi. À kia nó cắt hết rồi đúng không? Là bảo hiệu. Bảo hiệu làm được chục cái rồi. Hôm qua làm được chục cái. Nhưng mà nó thấy bảo Liên bảo nó cắt rồi mà. Ờ nó cắt rồi. Hả? Thanh niên lại mua thang à? Ờ vừa hôm trước bán. Lên lệch như kia chẳng hỏng. Mua 1 triệu 7 bán 2 triệu. Nhà có điều kiện. Toàn nhà giàu. Thế mà trông cái thang gãy mà cũng kêu lên kêu xuống vậy. Đấy là kêu cho nó vui, rốt với thang chồng. Không phải hôm đấy là vừa đè lên là thế là nó hạ luôn đấy chứ. À, anh cứ đỡ đi. Kéo mà nó khiến lọng. Hắn đi lại cái này nhỏ. Ôi, ê, chú về ngọn nó. Xin chào tất cả mọi người. Đây là một thuê bao không đồng mọi người nhá. Đây là thuê bao thuộc chính sách của bên Viettel. Wi-Fi Wi-Fi công ích và những cái thuê bao như này ấy, thì khách hàng không phải trả một bất kỳ một cái đồng tiền nào để lắp đặt hay là phí thuê bao cả.
À, kéo dở đây, mấy cái này toàn phải cho đi lên cây. Kéo bừa, kéo bừa đi lên cây. Ôi, thế nào mà xa nhiều nó không dạ? Đâu đâu đâu. Đâu đây, nên bên xoay cho đi. Lòng lên rồi. Cái hay khi em này ơn đi hay. Hiện nay ở cái xã này là đâu đấy hơn 100 thuê bao mọi người nhá. Mỗi một xóm có độ tầm 15 thuê bao. Đấy mà trong cái xã này là có mười mấy xóm cơ. Anh em cho triển khai mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà căn bản bận quá không quay được video cho anh em. Cái điều kiện để lắp được mấy cái thuê bao như này thì mọi người phải có cái giấy chính sách. Chào bác ạ. Nhà chịt lòng đấy bác. Cuối làng ạ. Ba. Ừ.
cái điểm chốt như này thì mọi người vòng vòng dây chốt đúng một lần thôi. Nó sẽ có cái điểm tựa. Đây mọi người vòng vào đây này, kéo xuống như này là được. Nó sẽ không bị tụt ra. Khi mà kéo xong như này thì mấy cái cột kia nó khó trèo. Thì mọi người lấy thang hoặc là lấy cái đai để dây đai để lên chốt dây cho nó dễ. Chứ mà chơi tay bó thì lên trên đấy mà ngoặc chân vào bên kia nó hơi khó làm. Làm cái thang. Để chốt dây cho nó dễ. Nhanh anh nhá. Nhanh anh nào. Xin hợp đồng đấy chị chồng. Ní đâu? Ní đâu? Anh ấy ra bờ kéo dây hả? Chưa kéo dây à? Trường Đức Thái à? À, đăng ký em này không gọi là nó. Nhiều lắm anh em. Nhiều hộ gia đình nữa. Nhà có điều kiện nhưng mà vẫn được hộ nghèo. Tự nhiên phi xe lên đây. Giờ khó xuống quá. Đúng ạ. Đây là tập đoàn mấy thanh niên đi hỗ trợ. Kéo thêm nhà này đi. Nhà Hải đó hả chú? Ờ. Thế anh ở đây này anh. Đấy anh đang kéo nhà bên trên cơ. Còn nhà này chưa lắm đúng không? Đây thành phố. Đây thị trấn. Xuống hỗ trợ đồng bào. Chưa ăn sáng cái này được lên. Ăn sáng chưa? Chưa. Chưa ăn rồi. Trong bản chả đấy mà ăn sáng gì cả. Trong bản này làm gì có quán ăn. Nhưng mà trong chưa xong rồi chú. Đâu? À chú làm hết rồi. Có mấy quá, có mấy cái hả? Còn mấy nhà anh? Đang còn nhiều đấy. Đang là hữu lợi. À kia nó cắt hết rồi đúng không? Là bảo hiệu. Bảo hiệu làm được chục cái rồi. Vậy mua thang à? Hôm qua làm được chục cái. Nhưng mà nó thấy bảo Liên bảo nó cắt rồi mà. Ờ nó cắt rồi. Hả? Thanh niên lại mua thang à? Ờ vừa hôm trước bán. Lên lệch như kia chẳng hỏng. Mua 1 triệu 7 bán 2 triệu. Nhà có điều kiện, toàn nhà giàu. Thế
mà trông cái thằng gãy mà cũng kêu lên kêu xuống vậy. Đấy là kêu cho nó vui, rốt với thằng chồng. Không phải, hôm đấy là vừa đè lên là thế là nó hạ luôn đấy chứ. Cái này 1.7 triệu. Đây kéo từ đây xuống này. Còn mấy cái à? Ở đây không biết, ở đây có nhà hải này này. Nhà sàn á? Nhà sàn đám cưới kìa. Nhà sàn đám cưới cái lắp rồi mà. Không, nhà hải là nhà cưới đạp đấy. Ờ, nhà đây, ngay đây này. Đám cưới hôm qua cháu lắp rồi. À. Ba. Đang khu gặt lắm đấy mà. Cứ bỏ cắt mới đi. Ba, gặt lắm đi. Đi nhờ hết đấy ba ạ. Ba quả đòn vai năm nay có mỗi nhà này. Bỏ cắt mới lại đi. Đi. Kéo kéo luôn đi Trường. Kéo xuống đi để tí nó chốt luôn. Mà trong này còn một nhà đây cái gì? Ở đó còn một nhà. Còn một nhà. Ôi thôi chết rồi. Vứt mẹ cái kị dạo kiểm chuốt rồi. Anh có cầm FC theo anh em vỉ nè. Ai nhá? Vứt cái kiểm chuốt cho anh mượn cầm Trường. Bước đi còn nhà chưa cả nhà nào rồi. Có hết rồi vậy. Anh tính nhà bước đi Trường lắp à? Nào. À, tầm ngày dọc ngày lớp em à chôn chớ và lại chụp ảnh à. Ê, buông đi chưa lắp à? Cho chôn bao lắp nhà kia có cái chỉ nhà kia có dây vào rồi cả lắp luôn bây giờ nó đang dùng rồi á. Chốt đầu chốt cuối rồi làm gì làm chốt em vứt giày chạy rồi. Kéo lên nhà có tín hiệu là được. Cứ chốt hai đầu nó chắc vào được. Mấy trăm cái thuê bao. Cái nhà sàn ở ngay đây đây. Chín chín tám. Ở đây nếu mà mọi người theo nó cài cái răng lược này thì mọi người cài phải đúng. Đây nó có cái khe này, mọi người cài này. Đấy, chuyển sang này. Đấy, nó phải lên thẳng. Lên thẳng cái chỗ cắm này. Đấy. Đấy này nó hơi nhỏ, dùng kim để Trương Thị Quang, Quang TT4. Ở ngoài tủ cáp này thì phải chụp tối đa là 3 ảnh. Một là trong tủ này, hai là cái chỗ cài răng lược này, ba là tủ cáp.
Đang rung hay bó đi? Cái đang rung mà lắp chứ nào. Có ấy. Hay con cái mấy cái đó nó á? Đấy chốt à? Em chốt trên đấy rồi à? Thế em không chốt ở luôn cái dây kia cho anh. Thế anh có biết chú ấy à? Anh định chốt ở trong này cho chú ra ngoài kia. Dây điện này trong này. Cái này có điện không? Điện này. Kinh nhỉ. FC có một, em lấy mấy cái thôi. Để tí vòng về nhà anh mà lấy. Một vỉ ở trong đấy đây. Nhưng mà lấy mấy cái thôi. Lấy hết tí nữa anh dùng mấy gì. Hoàng Anh Nghĩa ơi. Ờ, bấm ngoài đi.
Tâm xong bạn. Ơ, có đang lên máy không chờ? À, phải buộc. Cái này phải chốt dây ạ. Chốt chốt. À, mẹ bịt lấy nhóc có điếm lắm ạ, chốt dây rồi. Cái bảo cũng cửa số này mà rồi. Ai nhà Nhật Triều à? Nhà, à Nhật Triều, bên đấy Nhật Triều chưa? Ờ, Nhật Triều ngay dày lắp nó. Hả? À, hay có Lê Du à? Nó nha, em đùa nó bên đến Nhật Dung ạ. À. Lê Quỳnh ạ. Lê Du à? Cháu, bên Tèo. À. Hay mấy con nông cá. À. Bung nọ, bung nì đó. Căn bát lên nên nó có điểm nó mà chốt cho đấy này cao chứ. Ô mà cái này khi anh làm cái cột nó trộn này mày. Này này như mày vậy nhở? Này như mày này. Giọng nó như này. Nào. Bố đi. Ô cả chưa giao được đi giao qua thì thấy giao mà thì nó xấu nha. Đi dây loang ngoang hả? Đỡ 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 đi ăn ạ. Đỡ đi ăn đây nha ông. Đỡ đỡ ảo đỡ đi đi đi. Tivi nó bắt ăn mà. Tivi bắt xoay máy. Bắt nó lo có đỡ được con dây này. Cái dây hô đi bắt đi cho nó gọn nó đó. À đi gần bên đi. Kéo đi. Kéo đi thì nó xấu nha, dây có nhế dây loang ngoang hả? Có một dây đi lên trên tóm rồi mày. Ta kéo đi đỡ cái con em đi đâu mà đỉnh đỡ tú đỡ đi cũng nên thật thôi đồ này hết không đi mình căn bát đi dây ớt lòng nha này nên là xấu mà đơn đi số wifi số bát mời càng thoáng thoáng mình đâu tivi ra ô đâu đi bát làm bảo bát nói em cứ tivi thông minh mà bát ăn hết đơn đi đó đơn đi cho nó thì ớt thì mình là loang loang dây ngọ xấu à thôi là hở là tivi nó mới đi dây kêu tên thì nó xấu nha.
hay là lấy chậu khả năng ấy. Máy này đang mên đó. Đang mên đoạt kết đâu. Chà. Rồi, em là động lên thế này, anh còn đi dây lại cái này xong. Con này nữa đi vong rồi mà đi nên cái đi này thì nó xấu nha con. Kiểu nhế dày. Ồ, cái này bắt xoay mãi. Cái wifi anh cứ đối xuống, thoảng xong là nó bắn khỏe. Cột lòng lang này nhiều rồi anh dò được tính. Nhiều là hụt cẩn, cái hụt của người mới lọc tính theo lang, lang. Và tám năm hai xuống la lên cái tivi nữa ấy. Sáng hôm ạ. Ngõ mà. La này có đồ 7-8 triệu ấy. Dung xoáy mãi ấy. Ờ. Cả này cái đơn giá trong tivi thì ngon mà. Capper anh em xuống lấy capper ạ. Capper hàng Thái Lan á, dùng ngon mà. Hàng tầm trung xuyên mê nó ngon lắm. Sẽ dễ hế hơn nhiều nhờ mà cái thì nó dùng nó tái ăn các kiểu. Ba ba bụng không. Ba một mười bốn. Bảy.